đi đâu rồi? Đi đâu? TV quá to luôn. Có điện rồi. Có điện nó mới nghe.
Vậy cũng được luôn, này giao he mà. Thôi mà kêu quá vậy. 2.990.000 cây dưới 3.990.000. Đây hả? Ờ, cây này 3.990.000. Đây nè, cái này có 19.000. Cây dưới này 19.400.000. Có biết trái này không? Biết mà chút đỉnh. Máy này có 13.590.000 à tại. Này tới nhiêu anh đây chứ? Toshiba này 60 inch. 55. Có tiền mua được. Ba chưa mấy? Nè, có cái này hơi đủ tiền mình mua luôn nè. Nè, có cái này hơi đủ tiền mình mua luôn. Có cái đội lên màu không? Mua. Màu mua. Ba cái này mắc. Mấy cái này xài nó rất khỏe màn hình là sao thay? Cái này gì vậy? Galaxy S7. Màn hình nó tới mặt này luôn thấy không?
để lại đi. Suy 7 à. Thế thì chúng tôi đúng rồi, trên mạng nó cũng đang gán ra nhiều. Đi bắp ơi, đi xuống tầng dưới bắp ơi. Đây đi xuống tầng dưới. Thôi coi chi. Samsung A5. Đi xuống tầng dưới. Lại đây nè. Chơi nữa hả? Ở tại chơi từ hồi sớm tới giờ biết bao nhiêu rồi, giờ chơi nữa. Lại chơi xe đó nữa đi rồi xuống. Mua đâu? Ở đâu bán thẻ? Đây 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 nè. Ở đây bán thẻ nè. Bị hư gì không sửa rồi. Lấy tiền. Rồi để tiền vô cái gì? Máy tạm ngừng hoạt động rồi. Máy tạm ngừng hoạt động rồi. Đi chỗ khác thôi. Gần 9 giờ đó. Cái tivi này mấy trăm inch luôn. Yeah.
ghê. Cái này để trong phòng mát một cái. Cái gì có cào xuống đâu. Cái là mát ra đi quá. Đợt này để trong phòng lạnh luôn. Đúng rồi, bên cạnh có phòng kia. Phòng kia là phòng mặt đều được hết. Mỗi được lưu đâu. Các bạn xin đưa ra cái này. Có này khỏi mới lạnh. Nghe dùng đâu nói chuyện đó. Không cần phòng kính. Quá hiền. Nhiên, nó em mới mua một cái mà cái nhỏ gì nè. Em mua thư hiệu gì cho. Chẳng cả ghê. Cái dòng này là dòng lớn. Mà đi làm mát tới 100 mét vuông được vậy. Mỗi ra thư có thể tăng giảm theo nhu cầu. Bên em là chuyên về thiết kế những bên em chuyên về những phân phối những sản phẩm để bán ra đây. Cái này là nhiêu tiền nhỉ? Hiện tại bên em đang đang chạy chương trình đang được giảm giá được khoảng hơn 1 triệu. Và bên làm mát tương đương như máy lạnh đa công suất, nhưng công suất tiêu thụ điện năng rất là nhỏ, nhưng dòng này chỉ có 200W. Từng tháng từ 200W hả? Đấy, hai cái điện. Lúc dùng 10 tiếng liên tục chỉ là hai cái điện. Nhưng mà cỡ 10 tiếng 12 tiếng là hai cái điện được. Nó bằng cái bóng đèn 100W mà xài sáng đêm nó 1.1. Thế tại sao người ta đang sử dụng cái số bóng nhiều? Vì đó là nó được cái tính năng tiết kiệm điện và lưu động. Nhưng mà chắc chắn rồi, cái lạnh hiệu quả là mát nó sẽ là tốt nhất trong một tí rồi. Nhưng mà mình sẽ không mang ra ngoài, mình đảm bảo được. Và cái nữa mình đầu tư về nhưng mà mình phải chi trả vấn đề tiền điện của lâu dài khá là cao. Mỗi tháng mình ít nhất cũng là 400-500 ngàn so với dòng nhỏ. Còn những dòng lớn cũng là 700-800 ngàn tiền điện. Và khi mình sử dụng được vòng này thì mỗi tháng mình có thể tiết kiệm được 300-400 ngàn tiền điện. Đó là một tháng thôi, một năm mình có thể tiết kiệm 3-4 triệu vào 10 năm. Đó là một chi phí rất là lớn. Thế tại sao người đầu tiên mình tiết kiệm điện? Mình chấp nhận cái khả năng này mát nó vừa phải nha. Cái này nó không lòng lạnh được. Không lòng lạnh được như thế này. Không để hạ nhiệt độ của mình xuống 20-18 thôi. Nhưng mà cái nhiệt độ của trung bình của mình từ 23. Cái này nó quạt nước mà. Yeah. Không phải nó làm lạnh đâu. Nhưng biết sao không? Bây giờ sản phẩm này nói cái tiên đến hơn sản phẩm trước kia. Đó là nó kết hợp được cái chế độ giảm mát. Đưa áp suất của nước giảm xuống nước tự lạnh dần lên. Nên nó tăng khả năng làm mát. Còn trước kia nếu mà anh muốn mát lại thì phải đáng. Nên là hiệu quả làm mát nó cao. Còn thông thường nó chỉ có mát được tầm có 3-4 độ thôi. Còn dòng này tối đa của nó có thể hạ cho mình dưới 18-10 độ. Này cỡ 10 bữa nửa tháng thì chắc cũng còn rồi. Khi nào bên em cũng ở đây hết rồi. Đây là cố định em sẽ bán trực tiếp tại đây. Nhiều điều kiện rồi. Tới đó tính bị nhà đang làm. Ai đang xây dựng nhà. Như là biết sao tại vì cái chương trình bên em đang triển khai là sẽ đang hỗ trợ cho bố anh cho 20 khách hàng được tham gia thôi. Nên chắc chắn là tới khi đó thì bên em đã kết thúc chương trình rồi. Thì cái giá mình tham khảo là cái giá là cái từ tổng lớn này là 16.500. Vì trong cái chương trình lần này bên em đang triển khai này là không nhất thiết thì anh phải lấy hàng trong ngày hôm nay hoặc là cái giá trong thời điểm này. Ví dụ như anh có nhu cầu một số sau này anh sẽ nhờ sau sẽ lấy hàng và anh sẽ mua thì khuyến khích mình cũng nên tham gia đăng ký lại những nhiều trường hợp này. Bởi vì ở đây có rất là nhiều người đăng ký đang lấy hàng để về tính lại hoàn toàn thì anh cũng muốn chia sẻ với anh để chúng ta được cùng nhau hỗ trợ. Có gì bây giờ đi tới đây vì cái chương trình này nói mình đang được giảm cái dòng máy lớn giảm thế là hơn 4 triệu. Và dĩ nhiên rồi, công ty chấp nhận trình lỗi để quảng cáo thương hiệu cũng có sản phẩm. Cho nên là không có chương trình thì lấy vấn khách hàng và trực tiếp có tư vấn và có gì cái bữa hai bữa tụi ta. Mà biết sao tất cả những dòng sản phẩm ngoài cái khả năng làm mát nó còn có khả năng xử lý không khí như một cái máy lọc bụi trong nhà mình. Có những từng phút không khí cũng lọc sạch không bụi đó rồi. Và đặc biệt nó còn khử mùi nữa. Ví dụ như công gian sống nhà mình có mùi bóc, mùi đồ ăn, mùi thuốc lá. Thì khói bụi nó sẽ hút cơ và xử lý hoàn toàn nhờ chế độ nhôm hoặc là chế độ cây xanh giúp cho mình một đời không khí sạch. Và cũng nhờ chế độ này thì không gian của mình mới được cân bằng độ ẩm, nó không còn ẩm ướt như sản phẩm trước kia. Thế nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe. Bây giờ phòng này nó có rất là nhiều tính năng, công nghệ mới mà. Không phải là không
mình nó sẽ thổi từng cơn. Cơn gió mạnh, cơn gió nhẹ, cơn gió mạnh, cơn gió nhẹ. Đó. Lúc thì mạnh rất mạnh. Cái này nó là lần hút tự động. Nó lên xuống ở đây thì mình sẽ cột đấy, thấy nó thái nó đang chuyển. Khi một sự dạng nó bắt đầu tăng rồi. Nó sẽ thổi theo cơn. Ở đây thì mình sẽ cố định vị trí của mình sử dụng. Và anh muốn tự động thì em cho bấm sửa win phân luồng vũ khí di chuyển giúp em. Ở đây nó phân chia được hai tầng vũ khí luôn, cái phải một tầng mắt ở dưới thấp, một tầng mắt ở trên cao, tầng ngang, một tầng ở đó từ nơi chủ. Nó khác với máy lạnh. Máy lạnh như là nếu mà anh dùng một người hay nhiều người vẫn như nhau, đó là nó vẫn phải hại nhiệt độ hết cả cái phòng khí nó phải mới mát được với mình. Còn cái dòng này thì nó có thể chủ động một chút. Anh dùng có một người thì anh phải dùng một vị trí thôi. Anh dùng đâu anh di chuyển cái phạm vi đó thôi luôn. Đó. Còn như dòng kia là bắt buộc nó có thể hại hết cả cái khí đó rồi. Đứng đó nó cho nó nói chuyện rồi rút vô điện thoại chơi. Đang quan nghe chưa? Nó đang lên YouTube không? Muốn mua đồ chơi cho mày mà tao thấy tiếc. Bút đồ này kia gì có sân bóng luôn, sân banh luôn. Dự án này có sân banh. Nhà vẫn quá.
3 quốc tế. Hết giờ đi về. Thơm ghê luôn. Bánh mì 16.000 ổ. Bánh này 19.000. Pizza làm sao chạy? Pizza hả? Pizza là chọn á. Đâu có đâu. Bánh này bánh gì không biết luôn. Trời ơi, bánh mì mình ăn đó hả? 18.000. Thôi khỏi đi, có ăn kìa. Ngon. 18.000. Cái đó đâu không? Lấy bánh mì đi. Nè lấy bánh mì nè. 100 nè. Rồi. Một bánh mì số quá. Nè lấy cái bánh này đi. Tại nhiều cái đèn lắm rồi. Có đường rớt. Rồi được rồi.
Rồi xong. Rồi vô tính tiền đi về. Cầm kỹ lưỡng á, chừng rớt á. Hả? Hả? 53.000. Thẻ đó là thẻ gì? Thẻ thanh viên của siêu thị á, cấp đi điện. Thẻ sinh viên của siêu thị. Thẻ thành viên. Thành viên hả? Ờ đâu có đâu. Cái đó phải khác hay gì? Hay là mình xin? Vậy hả? Là mua đồ rẻ hơn hay gì?